Quay làm thử đi, con làm hoài không được. Nè, phải làm nè, phải múc một muỗng bột này ra. Rồi quậy mới làm ra, nước lạnh vô chứ tần gì là bỏ trong bếp. Phải hàng ngày hàng sáng quậy ăn vậy hoài á. Nè, làm ngày nào quậy trộn lên cho nó ướt hết. À, nếu cảm thấy đặc thì thêm miếng nước nữa. Chết thôi nha, con tôi bị chín. Cũng có, nè, đúng không? Rồi, lấy ấm nước sau đem lại đâu nè. Nó vừa sớt vậy đúng không? Ok, chờ chút nha. Rồi, nè, bắt đầu quậy nè. Làm xong đây. Ủa? Sao tụi nó máy? Đó. Ủa? Nè. Ủa nó hay vậy? Vậy là có cần nấu nước lên bếp đi mà cho nó tốt nè. Cần nước sôi mà to lắm á. Cần nước sôi. Rồi con chỉ đường một muỗng nếu mà con làm thật. Nếu con làm lắm thì con đổ 3 muỗng nước. Còn nếu như mà con làm đặc thì 1 muỗng rưỡi nước và 1 muỗng bột. Rồi sáng ăn cho có bổ dưỡng cho bao tử nè. Con làm chưa? Hay vậy, con mượn đó. Má con ăn cái đường không? Ăn cái đường, miếng đường vô. Ừ, cái đặc hay vậy má. Mà con làm hơn 3 chén không?